Hello, chào buổi sáng cô chú anh chị ha. Sáng nay Kim đã đưa Chi đi học rồi mọi người. Sáng Kim đưa chị Chi đi học bằng xe bus nên cô chú anh chị xong rồi đi về đó. Kim đi bộ trong cái đường Minh Trong này nè chứ không có đi ngoài đường lộ mọi người. Tại vì Kim nhớ là năm ngoái cái mùa này nè là trong đây có hoa đẹp lắm. Đây là cái hoa của cây táo xanh hả cô chú anh chị. Bây giờ vẫn còn đang hoa xum xuê nè mọi người. Cái cây táo này đến lúc mà nó ra trái đó là trái màu xanh. Kim cũng chưa có hái ăn thử, nó thấy nhiều lắm nhưng mà Kim không có hái. Phía bên đây là một cái khu đất trống ha mọi người. Mấy năm trước á, cũng có một cái bé gần nhà Kim là tổ chức tiệc sinh nhật lỏng ở đây nè mọi người. Kiểu như cắm trại đó cô chú anh chị. Là có bên sự kiện á, người ta ra làm ngoài đây cũng rất là vui luôn. Cho mấy cái bé giống như là đi xung quanh ở trong cái khu rừng cây đó đó cô chú anh chị. Tìm đồ chơi, tìm những cái vật gì mà người ta đã giấu sẵn đó. Rất là hay mọi người. Sáng nay là 11, 12 độ ha cô chú anh chị. Trời hơi ấm đó, Kim nghĩ là 11, 12 độ là lạnh nhưng mà khi mặc cái áo cuối cùng là nóng quá chừng mọi người. Thấy hôm nay dự báo thời tiết là lúc 3, 4 giờ chiều gì đó là khoảng 10, 18, 19 độ luôn cô chú anh chị. Ở phía bên đây nè, có mấy cái này là cái hoa đào hay là hoa gì đó mọi người, màu trắng rất là đẹp luôn. Mà bây giờ đã rụng bớt rồi, nếu như mà khoảng tuần trước hay là 2 tuần trước mà đi ra đây á, là đẹp lắm cô chú anh chị. Hồi năm ngoái đó là hoa xum xuê luôn. Bây giờ nó tàn hết rồi nè mọi người, nó rụng bớt rồi. Ở đây cũng có nhiều cây con nó mọc lên nè cô chú anh chị. Dễ thương hả mọi người? Đây. Đây là có cái lối mòn xung quanh cái khu dân cư trong đó hả cô chú anh chị. Cái lối mòn ngoài đây nè, người ta hay đi dạo ngoài đây. Rồi có nhiều người dẫn chó đi dạo nữa. Phía ngoài đây nè cô chú anh chị. Phía ngoài đây nè, có những cái hoa này giống như là hoa chuông hả mọi người. Nó gọi là bell, bluebell hay bell blue đó, Kim quên rồi. Giống như là cái hoa chuông á. Nó giống như cái chuông nè cô chú anh chị. Nó rủ xuống là đẹp lắm. Nhiều lắm mọi người. Để ra cho đẹp chứ cũng không ai mà đào bứng về nhà để trồng hết đâu mọi người. Cái này mỗi năm sẽ mọc lại. Nó nhảy củ ra nữa. Giống như là quang cảnh chung hết cô chú anh chị, cảnh của cộng đồng, cho nên là mình cũng không nên đào bứng như vậy trồng hết trơn á, để đó cho mọi người cùng hưởng, đi cùng ngắm cho đẹp. Đây có cái lối qua bên đây và cái này là cái lối đi về nè. Cái lối đi này đi vòng 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 qua bên kia là ra tới sân golf hết cô chú anh chị. Khu ngoài đây trống nhiều lắm. Cái sân golf ngoài đó là có cái sân golf ngoài kia lúc trước có một cái công ty muốn xây dựng nhà đó, là hỏi ý kiến người dân xung quanh đây nhưng mà không ai đồng ý hết trơn cô chú anh chị, tại vì sợ sẽ là ồn ào nhộn nhịp rồi tắc nghẽn giao thông đó, cho nên là người ta không đồng ý, cuối cùng là không có xây nhà được. Đây cũng có những người đi dạo nè cô chú anh chị. Những người già bên này á, những người về hưu á thì người ta thường không có làm gì hết trơn cô chú anh chị, ở nhà uống trà, đọc báo, xem tivi, thỉnh thoảng đi ra ngoài gặp bạn bè ha. Cho nên là ở trong nhà ngoài cũng bí bách đó. Một ngày người ta sẽ đi ra ngoài đi dạo một hai lần gì đó. Nhưng mà cái thời tiết ở Anh thì thường là mưa gió nè. Mấy ngày nay trời nắng đẹp, không có mưa. Thì rất là thích mọi người, không khí bên ngoài rất là trong lành luôn. Cô chú anh chị thấy Kim đi vòng vòng ở đây là thấy nghe tiếng chim hót líu lo mọi người. Chim hót rồi sóc nó chạy nữa. Thank you.
bồ công anh ha cô chú anh chị. Cái hoa này nè là khoảng tháng 5 á, trời gió một cái là những cái cánh hoa đó đó, những cánh hoa này nè cô chú anh chị sẽ theo gió nó bay đó, đi ngoài đường là nó bay khắp trời luôn mọi người. Anh hai của Chi là cứ mỗi năm mà đến tháng 5 á, là vào cái mùa hoa bay này nè là sẽ bị dị ứng ha cô chú anh chị, là hai con mắt sẽ sưng lên, sưng chùm bụp mà đỏ luôn đó mọi người, chảy nước mắt, là người ta gọi là hay fever đó, là bị sốt rồi gì đó, năm nào cũng bị hết trơn cô chú anh chị, dị ứng cái đó đó cô chú anh chị. Cái hoa đỗ quyên hôm qua Kim trồng này cô chú anh chị, phía sau sân vườn Kim hôm qua Kim ở nguyên một ngày ngoài vườn luôn mọi người, vẫn chưa có xong nữa, ngày hôm nay Kim sẽ làm tiếp. Cái hoa này cái màu xinh dễ sợ luôn đó cô chú anh chị, màu hồng này ngọt ngào dễ chưa. Cái hoa này thì nở vào khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 gì đó, có thể là xài hơn một tháng ha mọi người. Ba cái tulip hôm qua đó Kim bưng chậu đi hết, Kim đổ đất ra xong Kim trộn đất khác Kim làm vậy đó mọi người, đau lưng luôn, hôm nay đau lưng luôn cô chú anh chị. Hôm nay dự báo thời tiết là trời nắng ấm cô chú anh chị, với lại tháng này là cũng vô mùa xuân rồi nè mọi người, trời nắng ấm hơn rồi chứ không có còn mà lạnh lẽo băng giá như hồi mùa đông nữa cô chú anh chị. Kim lấy cái xe đạp ra kiểm tra, tại vì cũng mấy tháng rồi, từ lúc mùa đông là không có chạy nữa cô chú anh chị, mấy tháng trời rồi, kiểm tra cái bánh xe nè, với lại kiểm tra bình nữa, tại vì Kim cái này là xe điện hả mọi người, kiểm tra bình còn pin hay không để chiều đi đón Chi Chi cô chú anh chị. Hôm nay sáng ra hỏi Chi chiều có muốn mẹ đón bằng xe đạp không, cái Chi rất là thích cô chú anh chị, chiều nay mà đến trường chắc em háo hức lắm nè mọi người. Trước tiên là phải chạy một vòng kiểm tra xem còn hoạt động tốt không hả cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị, một bãi chiến trường hôm qua Kim làm nè, Kim có mua ba loại đất xong rồi Kim trộn lại, Kim trồng mấy cái này hết cô chú anh chị. Hai cái chậu hoa này nè, cái chậu cherry nè cô chú anh chị, hôm qua Kim cũng lấy bớt cái đất cũ ra xong rồi Kim để cái đất mới vô đó. Tại sao mọi người biết Kim, mọi người biết tại sao mà Kim để cái lớp đá này lên không? Cái lớp đá này lên để khi mình tưới đó, nó sẽ chống xói, với lại khi mà trời nắng đó mọi người, cái mùa khô á là nó đỡ thoát nước, nó chặn cái mấy cái lỗ khí này nè, nó đỡ thoát nước. Đây Kim trồng mấy chậu này ha cô chú anh chị, đây cái này giống như cũng là một loại lavender đó mọi người, nở từ mùa xuân cho đến mùa thu luôn cô chú anh chị. Đây thêm một chậu nữa nè, mỗi năm thì nó sẽ mọc lại, Kim sợ là nó mọc hết, nó tùm ra nhiều quá đó, cho nên là Kim trồng cái đó lên chậu. Cái này sau này nó sẽ mọc ra tùm dữ lắm cô chú anh chị. Đây nhìn cái hình nè, đó, đẹp dữ lắm. Có mấy cái chậu này nữa nè, mấy cái này Kim, cái hoa cánh bướm đó cô chú anh chị, Kim cũng rất là thích luôn, giống như cánh bướm vậy đó. Mấy cái chậu này là Kim dặm đất vô hết rồi đó nè, qua Kim đã dặm đất hết đó. Kim có mua một cái loại phân chuồn nữa cô chú anh chị, phân ngựa đó mọi người, phân ngựa về xong rồi Kim trộn vô. Đây Kim trồng ớt nè với cà chua, lần đầu tiên Kim trồng cà chua luôn, Kim chỉ mua có một cây cà chua thôi, không dám mua nhiều mọi người, sợ không biết là trồng có được không, nó chết queo nữa. Trồng thử nhưng mà mua xong về tiếc quá, chắc về bữa đi mua thêm á cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ dời mấy cái chậu cây lá phong này đi xuống đây mọi người, Kim sẽ dời xong rồi Kim quét dọn bớt quá dơ đi, lại Kim xớ mấy cái đất ngoài đó đó, xớ lên cho nó xốp xốp, xong rồi cái bón phân chuồng cho mọi người cho nó tốt. Mấy cái cỏ này nè, một hồi Kim sẽ gãi phân luôn. Hôm hai buổi trước Kim đã cắt rồi đó cô chú anh chị. Quá sức tưởng tượng luôn, cắt một buổi trời luôn, tại vì nó quá dài đó mọi người. Mỗi một lần mà Kim về Việt Nam á cô chú anh chị, là Kim làm những cái video ở Việt Nam á, là có những cái bình luận, xong rồi cái có nhiều anh chị, cô chú anh chị bình luận. À, có nhiều cái bình luận Kim không biết là người ta có ý gì nữa, giống như là có nhiều bình luận đó là đã đảo cộng sản, hoặc là có nhiều người còn bình luận những cái câu rất là gay gắt mọi người, giống như nói ông nội theo cách mạng mà cháu nội thì
À, không phải, ông nội là cộng sản mà cháu nội thì lấy tư bản, hoặc là cũng có nhiều người nói là ông nội là cách hay nói sao ta, ông nội là cộng sản mà cháu nội thì lấy tay vậy đó. Nói chung là có nhiều cái bình luận kia, không biết là họ có muốn nói cái gì hoặc là họ châm biếm cái gì nữa cô chú anh chị. Nhiều khi duyên số đó mình đâu có biết được. Với lại cái kênh của Kim là chia sẻ về đời sống hàng ngày, chứ Kim đâu có làm cái gì mà về chính trị hay là đưa tin tức gì đâu cô chú anh chị. Nhiều khi mọi người bình luận xong Kim cũng không biết trả lời như thế nào nữa cô chú anh chị. Kim thường cái tính của Kim là những cái bình luận nào của cô chú anh chị đã dành thời gian ra xem video của Kim rất là cảm ơn, mà đã dành thêm thời gian để ghi một vài dòng tin nhắn gửi đến Kim cũng rất là trân trọng luôn. Cho nên Kim luôn luôn là trả lời những cái bình luận của mọi người, hoặc là nhiều khi Kim bận quá Kim không có trả lời được thì Kim cũng gửi hình trái tim, hoặc là Kim cũng like gì đó. Nhưng mà nhiều khi Kim đọc những cái comment đó Kim không biết là Kim nên trả lời như thế nào, hoặc là Kim có nên, rồi cái có nhiều cái suy nghĩ nó lộn xộn ở trong đầu mình đó, là mình cũng không biết suy nghĩ như thế nào nữa cô chú anh chị. Nói chung là rất là khó nói, tại vì cộng sản hay cách mạng gì thì nó cũng đã qua mấy chục năm rồi, nhưng mà công ơn của cha ông mình thì mình đâu thể nào bác bỏ được hết cô chú anh chị. Còn lấy tay hay lấy ta gì đó thì duyên số đến đâu, ông trời cho mình cái gì thì mình lấy cái đó thôi, chứ mình cũng đâu có biết được ha mọi người. Kim có cái này để gãi phân cỏ nè cô chú anh chị. Cái phân này Kim có thể là để cho nước tưới thôi, nhưng mà Kim rải phân lên luôn. Cái này làm cho cỏ xanh hơn nè, gốc rễ sẽ mọc khỏe hơn nè, và mọc rậm rạp hơn, nó tốt hơn cô chú anh chị. Cái cuộc sống của Kim nó cứ im điềm, nó trôi qua mỗi ngày như vậy đó cô chú anh chị. Không có ồn ào nhộn nhịp, mà cũng nhiều khi đến cái tuổi á, cái là mình không có muốn đi ra ngoài nhiều, mình thích ở nhà với chồng con nè, mình thích làm vườn, trồng bông, trồng hoa, hoặc là đọc một cuốn sách mình yêu thích. Cho nên là nhiều khi đối với nhiều người thì nó cũng nhàm chán của chú anh chị. Không phải ai cũng thích hợp, cũng không phải ai cũng sống được một cái cuộc sống êm đềm như vậy đâu mọi người. Một chú cốc nè của chú anh chị. Ở anh cũng có cốc đó mọi người, Kim cũng đã thấy vài lần rồi. Cốc nhỏ xíu nè. Không có nhiều hả cô chú anh chị, rất ít khi được Kim thấy. Có nhiều người thì thích sống ở những vùng trung tâm, hoặc là có những bạn trẻ thì thường người ta sẽ sống vùng trung tâm cho dễ tiện cho cái việc học hành với lại đi làm á mọi người. Cũng có nhiều người, Kim thấy cũng có nhiều cô chú anh chị so sánh giữa nước Anh và nước Mỹ ha, là nói chung là mọi người có ý kiến gì về nước Anh và nước Mỹ không cô chú anh chị? Ai thích ở nước Mỹ hoặc ai thích sống ở nước Anh, hoặc là mọi người có nhận xét gì giữa Anh và Mỹ không, cho Kim xin ý kiến nha. Video tiếp theo mình sẽ cùng nhau nói về cái so sánh giữa nước Anh và nước Mỹ ha cô chú anh chị. Chắc do Kim là con nhà nông ha mọi người, trong người cũng đã có máu nhà nông, cho nên là rất là thích trồng trọt nè cô chú anh chị, trồng bông, trồng hoa, trồng rau, trồng cây ăn trái gì đó, rất là mê mọi người. Mà mình làm mình không có thấy cực nhọc ha, có mệt một chút xíu nhưng mà không có sao hết trơn, rất là thích cô chú anh chị. Cái lúc mà mình làm vườn này nè, là mình không có đầu óc, mình là giống như thoải mái á, là tận hưởng cái không gian xung quanh nè, tiếng chim hót, rồi hoa cỏ, mà không có nghĩ gì đến nhiều đến những cái thị phi bên ngoài của chú anh chị, rất là thoải mái tinh thần luôn mọi người.
Gần 1 giờ trưa rồi hết cô chú anh chị. Kim có làm cái này là gỏi xoài mọi người. Gỏi xoài với khô lù đù, kim chiên khô lù đù, kim trộn vô, kim để một ít đường với một ít nước mắm nữa là xong rồi đó, mà không có rau thơm ha. Cái này có rau răm hay rau thơm thì nữa ngon lắm cô chú anh chị. Khô lù đù này hôm bữa Kim đem từ Việt Nam qua nè mọi người. Chi mới đi học về rồi nè cô chú anh chị ơi. Bây giờ chị muốn lấy xe đạp của Chi ra chạy nữa hả? Để mẹ bật đèn cho. Xe của Chi đây nè, xe của ba Chi đây hả cô chú anh chị. Mấy cái này là mấy cái ghế sân vườn của Kim nè. Thôi cái chừng bẻ cái tivi á con à. Nó tivi đứng đó thấy không? Rồi dẫn ra đi, dẫn ra. Xin chào con bà con chú con đi học ngày rồi. Sáng gì đó? Táo. Táo với gì nữa? Cam. Cam đúng rồi Chi. Đi học về ăn táo với cam nè cô chú anh chị. Một cái viên chocolate nhỏ xíu hả mọi người. Với lại một cái kẹo xin gum nữa. Ăn bao nhiêu đó xong rồi nghỉ ngơi một chút cái Kim làm buổi tối mọi người. Xin chào con mặt con chú. Xin chào. Xin chào con mặt con chú. Con đi học gì rồi? Xin chào con mặt con chú. Mẹ ơi. Mẹ ơi đẹp quá. Lây hoay cái là hết một ngày hả mọi người. Hôm nay Kim có thịt bò của chú anh chị, Kim làm steak này cho hai mẹ con ăn nè. Ăn chung với cơm của chú anh chị có thêm mấy cái măng tây nữa. Kim rất là mê cái tỏi mà để lên chảo như vậy nè, chiên với cái dầu ô liu đó hoặc là nướng đó. Quét một cái lớp dầu ô liu lên. Xong rồi ăn rất là ngon của chú anh chị. Bữa tối của hai mẹ con Kim đã xong rồi nè, xin mời mọi người nha. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video đến đây. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ hai mẹ con Kim nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.